Ok, lên rồi, đẹp rồi, ok anh. À, mua cà phê rồi Mua à? rồi. Phải biết ngay, hát ở đó, Ok, biết ngay. Xe qua chút, cho chính giữa, chút xíu cho đẹp đẹp trai vậy chưa? cho. Không, trái phải, left right á, left right á, left right. Left right á. Okay. Ờ, được rồi, ok, được rồi. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Tốt à. Mấy bữa nay thì cái chuyện tình hình của Israel với lại bên kia thì anh có nắm rõ, anh có nắm được cái gì không anh? Nhưng Mình mà họ nãy thì tôi có nghe tin tức á, ừ. thì tôi thấy nó có cái chuyện này anh, tức như là cái từ hồi xưa giờ á, nước Mỹ tự xưng đó là tự do dân chủ, là phát ngôn coi như là tự do ngôn luận, nó một cái khác. Anh cho cái hình của anh qua đây chút coi, sao nó mất mẹ nó rồi phân nửa vậy. Left right, Cho bên left ra, left right qua bên kia ngược lại nữa, qua không, left right á thì qua lại á, ngược lại chút nữa nó ngược mất, mất cái đầu, mất cái hình rồi, sao vậy? được chưa? Chưa, được rồi, anh cố gắng được, nhưng mà anh cho cái hình anh chính giữa chút để nó mất đầu mất cổ chẳng vậy. Tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Không biết. Đó vậy, đó vậy được ơi, xích xuống, xích xuống chút. Được chưa? Cái đầu nó cao quá, nó nhốn quá, anh hạ cái đầu xuống chút. Anh kê cái gì vậy, hay là anh kê, hay là anh có cái chân, Có cái chân có cái chân hả? Đó vậy đó, ơi lui rồi, thôi kệ đi, anh mệt rồi, ông mệt quá rồi nha. Nó được chưa? lùng xuống thân tôi rồi, anh dùng cái đầu tôi với cái đầu anh đó, anh để ngang hàng, hàng đi. Không, nó không, nó cho chỉ làm như nó chỉ chạy từng tới vậy thôi đâu. Sao được rồi, kệ gì đi, ok. Không Đó gì hiểu. vậy, ngay chính giữa đó, vậy đó, ngay chính giữa đó, rồi ok, vậy đẹp rồi đó, ok vậy đi. Rồi ok thì tôi nghe thằng trực diện TV á, thì Ok. nó mới nói là nó kêu là một cái học giả gì, có một người cũng người Đúng Việt mình mà thuộc cái dạng cũng giống là trí thức á, rồi. thì có một cái buổi thảo luận, một cái buổi Đúng rồi. bố một buổi có một buổi thuyết trình Đúng rồi. để vấn đề đó, mà anh cha này chắc là thuyết trình chắc là cũng là dân lớn rồi nha, Đúng nhưng mà anh cha này trước khi mà anh trả thuyết trình là một mấy hôm trước anh trả gửi một bức thư rồi. lên một cái làm bức thư để mà trả yêu cầu là ngừng ném bom Đúng hoặc là để giết người dân rồi, thế thì nó hủy luôn đúng cái buổi quyết định của ông luôn. đúng Mình nói và không riêng gì đó nữa, và tất cả những cái sinh viên ra trường hoặc là không ra trường nhưng mà nó có cái tư tưởng mà bà Do Thái hoặc là bên dịch là Palestine đó, thì nó cấm đồ, hay là coi như nó không cho ai nhận cả, không có cho, không có là ra trường là không có nhận việc được. Thế thì mình từ xưa giờ mình biết tức cười, mình mới nói là từ xưa giờ đất nước Mỹ là tự được mệnh danh là một nước nước tự do và coi như là tự do ngôn luận, nhưng mà tới mà ngày xưa tới giờ mình nó biết rồi, nhưng mình ngầm, nó ngầm bây giờ nó ra mặt luôn rồi. Nó không thích ai nói là nó toàn ấm luôn đó, thế nó vậy đó, kể cả báo chí cũng vậy nữa. Tôi thấy tôi buồn cười quá, thì bởi vì tôi mới nói anh là tôi với anh muốn nói chuyện cái này một chút. Ok anh nói đi anh. Cho anh nhắc chuyện cái ông mà Việt Nam á, thì cái ông đó mình biết á, mình thích cái ông đó. Ông Đâu ông tên là Nguyễn Viết Thanh, thằng cha Nguyễn đó Viết Thanh đúng rồi. là giáo sư dạy anh văn ở dưới UCLA đó, mà có viết những cuốn truyện rất là hay. Tôi nhà tôi ngoài kia trong đấy là mình có một cuốn sách của cha đó, The Sympathizer, mà cái cuốn sách đó là cái Sympathizer là người mình dịch ra là người gì, người cảm tình viên đấy, được xem là cảm tình viên. Mà cái cuốn sách đó thì được giải Pulitzer, là cái giải coi như là văn chương cao quý nhất của nước Mỹ, một năm phát ra một lần. Rồi. Thì ông đó là Nguyễn Viết Thanh, đó là mẹ sử, đó là người Việt Nam đầu tiên, tôi nghĩ là người Á Châu đầu tiên mà được giải Pulitzer. Thì đúng là như vậy đó, ông ấy có ký trong vào một cái lá thư là phản đối sự leo thang của Do Thái ở Palestine,
Má không có được nói, không có được Tao bảo mày câm nói ngang, mày câm là mày không câm là mày chết vì tao. chuyện. Vậy mà nó nói nó tự do. Má mày tiêu diệt Vậy mà tiêu diệt người ngay Việt Nam, nó bảo vậy là mà Việt Việt Nam, thế. anh cho nói một câu là Việt Nam nó bảo là đổ mắt thịt tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Má mình mới ký một cái chỗ là không được nói, that's it, no more. Đấy là cái chuyện của anh cha đó. Để mình nói thêm chút xíu nữa là thì trước khi mà xảy ra cái chuyện của cái ông Nguyễn Viết Thanh đó, thì là trường đại học Harvard đấy, thì lúc đó là chiến tranh nó mới vừa mới khởi đầu ra, là tháng 10, mùng 7 tháng 10, thì có được khoảng chừng 200 thằng sinh viên nó ký vô một cái bản cái trong cái tờ báo, trong cái lá thư của trường đó, rồi nó đăng lên trong tờ báo của trường, nó bảo là nó không có muốn, tăng cường chiến tranh đó. Nó hiểu cái nó hiểu cái nỗi khổ của người Palestine, nó chỉ nói là nó hiểu cái nỗi khổ thôi chứ Nó nó không có hiểu. nói gì cả. Nó hiểu tại sinh viên. Ngày hôm sau đây, ngày hôm sau mà chắc đó là nó cũng cùng cái lúc mà ngày hôm sau đây mấy trăm thằng đó là thằng nào cũng có hình nó dán lên ở trong trong cái trường đó. Rồi mấy bữa nữa mấy hôm rồi nó có số điện thoại này anh kia nó để nghe đó, tại vì số mạng xã hội mà dán ngay đó mà mà kinh thế này này, ở trong đó nó nói với nhau là trong đó là có một thằng cha tỷ phú trong cái bo của bo cái director, tức là trong ủy ban mà có quản nhiệm của nhà nước của cái trường đó, thì là người Do Thái rất là nhiều. Ông là ông Dean cũng là ông trưởng khoa, ông viện trưởng của đó là người Do Thái mấy đời trước, ông Lawrence Summer, mình cũng nghe ông nói chuyện mấy lần. Nhưng mà căn bản thế này này, thì sau đó thì có một trận một trong hội đồng, nó có một thằng cha nó từ chức, thằng cha đó là tỷ phú mà nó rất là giàu đấy, người Do Thái, nó phản đối mấy thằng này. Nó vừa từ chức xong một cái anh là đủ, là là nó nói ngay những cái đứa học sinh này, học sinh viên này ra trường tốt nghiệp thì sẽ không xin được việc làm. Nó nói khơi vậy thôi chà, Tỉnh ghê bơ luôn, gớm thiệt, mình nghe mà thấy ớn lạnh chà, nói ớn khơi lạnh vậy luôn. thì anh nói là rất là đúng đó, tức là hiện tại bây giờ mình nói là ngay lúc đầu rồi, hiện tại bây giờ là cái chính sách của nhà chính phủ Hoa Kỳ là ủng hộ Do Thái 100% và kết tội cái thằng Hamas 100%, nó là nó kết tội như vậy, nó kết tội thằng đó là nó phải giết, tức là chính phủ Hoa Kỳ họ cũng nói như vậy. Và những cái người nào mà tôi mở TV tôi coi, tôi hiểu mà tôi theo dõi tin tức ở đây mà tôi biết, mà không có bất cứ một người nào mà nói ngược lại một chút, nói chống lại Thấy chưa? bao Đây giờ là nó một cũng cái đều như vậy, đều đặn như vậy. thấy chưa? Rồi thì còn những cái tin, còn nếu mà mình muốn nhìn thêm cái tin tức nào mà nó xảy ra trên đất Mỹ thì mình phải coi rất là kỹ ở những ở những cái chương trình mà họ nó không được phát ở trên TV, tức là nó ở trong mạng xã hội, thì ở đó đó may ra đó thì mình nhìn thấy những cái tin tức mà mình thấy là thích 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 cái nói nghe nè. Mỗi lần người Mỹ đánh nhau, đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ đánh nhau, đây không Đúng phải là rồi. lần đầu tiên mà TV Hoa Kỳ, người Mỹ đánh nhau thế nào là khi TV Hoa Kỳ họ nói, thì cho nên đây không phải là lần đầu tiên người Mỹ đánh nhau. Tôi coi người Mỹ đánh nhau trên TV là từ năm 1980 81, là khi mà chính phủ Hoa Kỳ, Vùng vịnh quân quân đội Hoa Kỳ đó, năm 1981 đã chưa vùng vịnh, cái trường sau hợp này này 1981 là đánh vô cái Panama đây, trận chiến ở kênh đảo Panama. Granada chứ không phải là kênh đào, Không phải đánh vào cái đảo, đánh vào quần đảo Grenada ở cũng ở gần 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 Panama vậy đó. Cái đảo nó khoảng chừng nhỏ nhỏ thôi, nó mấy triệu người, đổ mà nó nói gì nó đổ quân, nó quấn, nó lật đổ, bắt thủ tướng luôn. Đấy, lần đầu tiên là mình coi người Mỹ đánh nhau ở trên TV trực tuyến, tức là khi mà người Mỹ, khi quân đội Hoa Kỳ tấn công vào cái đảo Grenada, lật đổ cái chính phủ đó đó, có cái nêu ra cái lý do đó là ở đó mà tạo là nêu là cái lý do là đó là bạc đãi sinh viên của Hoa Kỳ đến đó học, cái lý do tới giờ tôi còn nhớ đơn giản đủ mất
tức là nó nói là sinh viên của nó đến cái trường đó, nó học cái trường đại học, nó học y khoa, bên đó nó có cái bằng, cái trường là cái quốc gia Canada nó có cái bằng y khoa rất là ngon, tại nó gần Cuba mà. Thành thử ra thì sinh viên ở Mỹ này, nó qua bên đó nó học, nếu mà nó không học được ở Mỹ bên này thì nó qua bên đó nó học học y khoa, bên đó học thành bác sĩ ấy. À, thì năm 1981 này chấm dứt cái chiến tranh Việt Nam, nghĩa là trong 4 năm đầu, 4 năm sau đó thì họ không có đánh nhau, và đến năm thứ năm là cái năm đời ông Reagan ông lên. Tôi nhớ ngoài cái trận chiến đó, tức là họ nói lý do là học sinh viên ở qua bên đó bị nhà trường bạc đãi. Vậy thôi mà đây, cái kinh thiệt. À, cái này mình muốn nói là cái điều này là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh phải thấy thôi, người Mỹ họ, mình phải nói một cách là họ tàn độc quá, giống như kiểu như mà là thay vì mình là anh lớn, thí dụ vậy, mặc dù anh binh còn anh bây giờ kia thì anh thứ nhất là anh phải làm dịu số hai anh tan ra không, anh trơn phát anh mới gửi 10.000 tấn qua cho người lớn rồi thua luôn rồi, xong rồi anh thấy rõ ràng đã vậy mà nó còn nhiều cái mình không thể nào hiểu nổi. Ở đây mày quýnh mày ngu mày quýnh nhau chết mẹ mày đi, mày chết trong đơn, nhưng mà mình thấy nó giết người dân vô tội, bà đứa nít đàn bà với phụ nữ cứ chết thay cảm, mình thấy mình chịu không nổi. Cái điểm thứ nhất đó là thứ hai nữa là mình thấy cái sự mà tự do ngôn luận của nó, anh thấy nó có vấn đề không? Nói như vậy để cho anh hiểu rằng từ hồi xưa giờ những cái nguồn mà tôi đã từng nói với anh, khi nó muốn gây chiến bất cứ một đất nước nào thì đầu tiên là ngôn từ của những thằng cha báo chí, ngôn luận của thằng báo chí, nó quýnh trước, nó quýnh mặt miệng trước. À, rồi xong rồi nó bắt đầu nó đưa quân ra, đó là nó dẫn, đó là hướng dẫn. Nhìn cái tự do ngôn luận của nó chỉ có một chiều thôi. Yes. Ông các mẹ à, chứ nó không phải đơn giản như là ô chào Việt Rai. Nói nghe nè, bây giờ nó nói thêm về cái vụ truyền thông này, đến thì bây giờ mình phải nói cái chuyện truyền thông rất trên đất Mỹ này nhá. Hiện tại bây giờ đó là người Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ họ chỉ biết là họ ủng hộ Do Thái 100%. Còn mấy thằng cha Palestine tức là họ không có ủng hộ gì cả. Đúng rồi. Thằng nào cũng là thằng nào cũng là Hamas cả, mà Hamas là phải tiêu diệt, tức là phải tiêu diệt cho nó không còn xuất hiện ở trên mặt đất nữa chứ cha. Tức là ông nghe mà nói như vậy là ông mình biết là tưởng tượng là bao nhiêu người chết, tức là sẽ không còn một thằng Hamas nào mà nó còn ở trên trái đất này nữa. Ông thấy là ông nghe cái nói ông nghe cái điều đó mà từ ông thủ tướng Do Thái là ông thấy là ông thấy là tung thiệt cái từ, tại vì đây là lần đầu tiên tôi nghe cái chuyện đó. Chứ còn mình theo dõi chiến tranh mà cha đâu có bao giờ mà mình nghe mà nói là đúng phải tiêu diệt không còn một cái thằng nào trên mặt quả địa cầu nữa anh. Chưa bao giờ nghe. Thành thử bây giờ tôi không có nghe nữa anh. Tôi chỉ mở TV tôi nhìn thôi. Chứ còn tôi không nghe nữa. Kinh hồn. Cái đó là một cái câu trả lời. Đó là một cái câu trả lời như vậy để hiểu rằng ở nước Mỹ tại làm sao mà nó có cái chuyện mà máy bay mà xông vào những cái tòa nhà có nước Mỹ. Bởi vì người dân của họ, người dân các nước bị ức, bị áp bức, họ không có tỷ biểu vì họ là một kẻ cô độc, rồi những cái kẻ mà coi như là tay chân mà không có đủ sức lực mà đánh với anh thà tôi nó chơi, thì nước Mỹ có khủng bố là vì lý do như vậy. Mình nói thẳng một câu như vậy, bởi vì họ làm anh nghĩ dân tộc Palestine bây giờ nó hận người Mỹ biết bao nhiêu anh, theo tôi nghĩ người dân Palestine chắc chắn là phải hận rồi, mà không phải riêng gì Palestine, những cái khối Á Rập, những cái khối Trung Đông, những người là ta nó hồi như là họ căm thù nước Mỹ. Để nói như vậy, bởi vì anh cái khi mà trận chiến nó mới vừa xảy ra đây, tất cả mọi người ở đây trên đất Mỹ đều nhảy nhổm cả, đặc biệt là những quan chức nhà nước Hoa Kỳ, ai cũng đòi đánh nhau, đòi mang đánh thằng này đánh thằng kia, kêu thằng này kêu thằng kia tới. Điều đầu tiên anh biết, tôi thấy mà khi mà câu chuyện nó xảy ra, điều đầu tiên nhà nước hoặc chính phủ Hoa Kỳ làm cái gì là gửi hai cái hàng không hạng tới ở ngay bên cạnh đó. Cái hành động của chính phủ Hoa Kỳ mà cái việc làm đầu tiên ngay lập tức là làm cho tôi rất là không rất rất là phiền à. Tại vì thế này anh à, khi mà mình thấy đánh, tại vì tôi đi làm mà trong nhà tù tôi hiểu mà, khi mà mình thấy đánh nhau cha, nếu mà mình không can được thì mình yên lặng, chứ mình đừng không nói là thằng này đúng thằng kia sai. Đúng rồi. Tại vì khi mà mình đã nói thằng này đúng thằng kia sai nữa đó là mình đã muốn làm tạo ra cái sự chuyện nó lớn mâu thuẫn rồi, lớn lên. Còn ông mà ông
hai vợ chồng nó đánh nhau á, hai thằng đó nó đang đánh nhau, ông lại nói mày cần súng không, tao cho mày mấy cây, mày cần đạn không, tao cho mày mấy thùng. Như vậy là ông đâu có muốn giải quyết đâu, ông muốn làm một chuyện lớn ra mà. Bự lớn lên, có vậy. Mà cái chuyện gì làm lớn ra đó thì tôi không nói, đều tốt cả. Nhưng mà chiến tranh mà ông làm lớn ra là thì không biết là nó chỉ là khổ chết. Mấy thằng, là khổ mấy cái thằng dân thôi. Tôi nói đánh nhau bây giờ tôi ngồi tôi chỉ nhìn số thôi. Là bây giờ đó có một ngày nó khoảng chừng chết khoảng chừng đâu năm, cái trung bình là khoảng chừng 500-700 người. Thì thế bây giờ đó, bây giờ hơn 5.000 người Palestine họ đã bị giết, thì trong hai hơn 5.000 người đó anh, hơn 2.000 đứa trẻ con. Tôi không hiểu là tôi nói với vợ tôi nói là tại sao mà trẻ con ở đâu mà nhiều dữ như thế này, hơn hai thằng đứa trẻ con quá trời đó. Mà cái trẻ con đó anh, là tôi nghĩ là thì mình tính là từ từ mới lúc mới sinh ra cho nó đến chừng ở cái nước quốc gia chiến tranh ấy, thì nó chỉ đến chừng 15 thôi là mình mới gọi cái trẻ con được. Tại vì đến trên 15 á, là bắt đầu nó biết, nó đã lớn rồi, nó đã biết chiến tranh rồi, nó đã bắt đầu nó đã phải đi lính rồi. Thành thử ra khi mình nói trẻ con đó, mình chỉ nói từ 1 tuổi đến cỡ chừng 15 tuổi, chứ chưa được 16 tuổi đâu. Mà chỉ trong có từ từ ngày mùng 7 đến bây giờ, tức là chưa đầy hơn 2 tuần, chưa được 3 tuần. Hơn 2.000 đứa trẻ con nó chết. Khi mà tôi nhìn thấy trẻ con nó chết vậy, anh biết không? Tôi nói gì là đây là không nổi. Đây là một cái cuộc chiến không có bình thường anh. Tại vì cái cuộc chiến mà nó bình thường á, mà nó là của người thường, còn là con người đấy, thì là không có thể nào trẻ con nó chết nhiều như vậy được. Tại vì mình biết mà anh, mình đâu có thể, tại vì mình theo dõi chiến tranh là rất là tốt, trẻ con nó không có chết nhiều như vậy anh. Mình nhìn thấy như ở Việt Nam, đặc biệt là như ở ngoài Bắc và kể cả trong Nam, trẻ con là mình giữ rất là giỏi, không có chết nhiều, có chết nhưng mà không có chết nhiều, không có chết nhiều như dân Palestine ở đây. 3 tuần lễ anh, mà cái dân của nó đó là không có được bao nhiêu người đó, cái dân nó chỉ là 2 triệu, 2 triệu người, mà trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ 2.000 đứa trẻ con chết. Ông thấy là nó giết, ông thấy là cái cuộc chiến là không có bình thường anh. Cuộc chiến này là cuộc chiến ở trong xảy ra ở trong sử sách cũ của Kinh Thánh, chứ không phải là cuộc chiến của người thường. Đúng rồi, tôi nhớ lên án được rồi, cũng nói rồi. Ở trong xã hội, ở trong lịch sử, tức là họ có một cái lần mà như Chúa mới sinh ra đó, rồi cái thằng cha kia nó thiên tri nó bảo là phải giết những đứa trẻ con mới sinh ra. Trời ơi, đúng rồi. Ở trong cái lịch sử của cái phần đất đó, ngày xưa hay mấy ngàn năm trước nó có một câu chuyện như vậy. Ngay cũng đã, bây giờ đi nó hiện tại nó xảy ra ở ngay trên cái phần đất đó này, ngay bên cạnh. Câu chuyện xảy ra 2-3 ngàn năm về trước, 2.700 năm về trước, khi Chúa giáng sinh, khi Chúa mới sinh ra, người ta truy lùng trong bắt Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, đúng rồi, người ta truy một chính phủ ở đó truy lùng tất cả những đứa trẻ con ở đó, giết cho bằng hết, không biết bao nhiêu, giết được bao nhiêu đứa. Nhưng mà tôi nhìn thấy ngay hiện tại bây giờ ở trên Palestine, ở trên một cái giải của chút xíu này, không đầy 2 triệu người, khoảng chừng 2 triệu người, trong vòng chưa đầy 3 tuần lễ em giết 2.000 đứa trẻ con, 2.000 đứa trẻ con ấy. Cái video mà anh coi ấy, mà anh nhìn thấy cái thằng cha đó mà nó cầm 2 đứa trẻ con mà nó rất là tôi cũng có nhìn thấy. Thì thế này này, đấy là, nhưng mà đó là cái chuyện của giữa người Palestine và người Do Thái. Tôi là con dân Hoa Kỳ, mình ở đây mình là con dân Hoa Kỳ, mình nhìn chính phủ Hoa Kỳ, mình nhìn chính phủ Hoa Kỳ họ cư xử ở trong lúc này, mình thấy phiền trong bụng một chút, phải không ạ? Tại vì thế này này, nó họ có chống hay họ có theo thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả, tại vì tôi không phải đi lính nữa, con tôi đúng rồi, đại khái như vậy. Nhưng mà có một điều thế này là mình nói lên một cái tư cách của con người, chưa đụng chạm một chút là làm ầm lên, gửi quân tới làm ầm lên, tiếp cái này tiếp cái kia. Mình có muốn mình có muốn sống như là một người đàng hoàng, người biết điều chứ. Mình là người chính phủ Hoa Kỳ là một, hiện tại bây giờ tôi thấy họ chính phủ họ cư xử trong cái chuyện Palestine với lại Do Thái là một, mình rất hiếu chiến, mà cái chuyện hiếu chiến là mình không có nói tới nữa. Cái chuyện hiếu chiến là
cái tính tình, cái máu thịt của mỗi người, cái văn hóa của mỗi người mình không có nói tới, nhưng mà mình nói là không có biết điều, căn bản như vậy đó, cái tính tình nhưng mà không có biết tính, hiếu chiến, cái quyền ông hiếu chiến, ông hiếu bình cái chuyện đó. Nhưng mà con người mình ăn nói như vậy là không có biết điều, người ta nó đang đánh nhau, mình không làm giảm nó xuống thì thôi mình yên lặng, nhưng mà mình cũng được làm cho nó lớn ra. Ok, thưa anh. Đúng rồi anh, cái đó thì nó đã xảy ra rồi thì mình cũng không bàn cãi nữa. Đó là cái mấy ông Mỹ nhà ta thì cái chuyện đó chuyện đó, nhưng mà mình muốn nói về điều là có những vấn đề tự do ngôn luận á, có nghĩa là mình phải hiểu từ hồi xưa tới bây giờ tất cả những người dân Việt Nam mình ở trong nước đó, thì cái nói là hay cái những cái đài báo, những cái đài bên Mỹ là chính xác, những cái đài như là CNN hoặc là những cái BBC là, thì hôm nay thì mình sẽ phải lòi ra, có nghĩa là ở đây là nó cấm luôn, không được nói, kể cả xin không được nói luôn. Cái đó thế thì cái tự do ngôn luận nằm ở đâu? Mình thấy mình buồn cười. Bữa nay tôi like anh rồi, like cái chuyện mà tự do ngôn luận đó, sẵn đây mình cũng sang sẻ trên vấn đề có nhiều những cái chết của những cái đứa bé, mà những đứa trẻ quá thương tâm. Mình thấy tôi coi tôi chịu không nổi anh, tôi thấy tôi chịu không nổi, thế tôi chịu không nổi luôn. Coi là không có bao giờ mà thấy cái cảnh vậy bao giờ cả, mà nó chết quá nhiều, có 2 tuần lễ thôi mà chết 4-5 ngàn người rồi, mà 2 ngàn trẻ nhỏ kinh khủng thịt. Rồi vì chỗ đó mình ớn lạnh. Mà cái điều mình muốn cái hôm nay mình muốn nói lên đây là một cái sự thật hiển nhiên tất cả mọi người đều phải hiểu. Ở đây là có anh Phượng đây, và mới nói lên cái ông Nguyễn Viết Thanh đó, là cái đó là ai mà đụng chạm mà ủng hộ mà phải là coi như là tiêu, coi như là tiêu, mà kể cả sinh viên mà ủng hộ cũng không có việc làm luôn, tiêu luôn, cho mình đi đời luôn. Nó một cách trả thù, một cách tiểu nhân, một cách rất là hèn hạ. Đó là cái gì? Là anh không được quyền phát biểu, đừng có nó ở đó mà tự nhiên ngôn luận. Đó là tôi muốn nói là cái điều đó đó, thấy rõ ràng không? Không phải đơn giản đâu. Rồi trời đừng có giỡn, mà từ xưa giờ các em các bé các cháu nhà ta ở Việt Nam mình cứ nói là nước Mỹ là vĩ đại, nước Mỹ là nhân văn, nước Mỹ là không tài độc, đây là những cái sự thật mà tất cả mọi người đều hiển nhiên đó, rõ ràng thế thôi, chỉ không có gì cả. Thì mình mở cái này là mình cũng muốn nhấn mạnh cho tất cả mọi người hiểu là ở đây nước Mỹ nó không giống như người ta tưởng, không giống như người ta tưởng, thế thôi. Okay.